Tư Mã Thiến, theo lời nhờ vả của Nhiếp Ẩn Nương, tới tìm Trình Đại Lôi báo cáo về việc nàng ta tới Thính Nguyệt Am điều tra về việc 10 trinh sát Cáp Mô mất tích. Sau khi hay tin, cả bọn liền hăng máu lên đường. Trong đêm, Trình Đại Lôi cưỡi trâu nhanh chóng quay lại thành Cáp Mô. Phải đợi Tư Mã Thiến thông báo với các tướng lĩnh bàn bạc chuyện sau khi ta rời khỏi đây, địa bàn quá lớn, có lúc cũng rất phiền phức, tỉ dụ như lúc này. Thành Cáp Mô, phủ thành chủ, sau khi quay về, Trình Đại Lôi lén lút đi tìm Liễu Chỉ tâm sự tập đánh vần trước, vẫn chưa kịp nói cái gì đã bị Liễu Chỉ đóng cửa bắt trả bài. Sau nửa đêm, Trình Đại Lôi nhân lúc Liễu Chỉ đang ngủ say, khoác áo vào và chạy đến trong phòng của Uyển Nhi, làm chuyện mây mưa. Hắn thở dài, "Uyển Nhi, nếu như cảm thấy mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi một chút." Uyển Nhi nước mắt lưng tròng, "Không phải cái này, Đại Lôi, chàng hãy đưa ta đi cùng được không?" Trình Đại Lôi không đồng ý, "Đây là chuyện mà ta cần làm, phải giải quyết, nàng đừng lo lắng, ta sẽ về nhanh thôi." Uyển Nhi ôm chặt hắn, "Ta không phải lo lắng chuyện này, phu quân, sau khi chúng ta đánh Lương Châu, có phải rất nhanh sẽ động thủ với Kinh Châu đúng không?" Trình Đại Lôi cũng không né tránh, "Đúng vậy, trở thành kẻ thù với hắn, chiến trường tàn sát lẫn nhau là chuyện sớm muộn." Uyển Nhi buồn rầu, "Năm đó đại ca thương ta nhất, vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ địch của nhau rồi." Lão Trình an ủi, "Uyển Nhi, đế quốc chỉ có thể có một hoàng đế, đây là kết cục không thể giải. Nếu như hắn bằng lòng nhượng vị, ta sẽ không giết hắn nữa." Uyển Nhi liền nói, "Ta cũng không phải đang lo lắng cái này, đại ca trước đây là người cũng không tệ, nhưng sau khi lên hoàng vị, giống như đã biến thành người khác. Tuyển phi không kiêng nể, thậm chí là trực tiếp cưỡng ép, vì kéo dài tuổi thọ mà chìm đắm trong tu tiên, không quản triều chính, lấy máu gan của người để luyện đan. Thậm chí dùng cực hình tàn sát bách tính, lột da, chém ngang lưng, xé xác, lăng trì, làm nhục, đồ thành, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Hắn đã phạm ra rất nhiều tội nghiệp, sao một người có thể thay đổi như vậy chứ? Chiếc ghế đó thật sự rất đáng sợ. Ta thậm chí cảm thấy người ngồi trên chiếc ghế đó đã không còn là Lạc Thiên đại ca trước đây của ta nữa, hình như từ trong ra ngoài hắn đã biến chất trở thành một con người tàn độc." Trình Đại Lôi thở dài, Uyển Nhi nói chuyện âm thanh rất nghẹn ngào, có lẽ chỉ có lúc linh nhục hòa vào nhau, Uyển Nhi mới thể hiện mặt yếu đuối của mình. Hắn an ủi, "Yên tâm đi Uyển Nhi, những chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Đợi ta quay về, chúng ta sẽ cùng đi Lương Châu." Uyển Nhi hạnh phúc hỏi, "Phu quân vậy khi nào mới đi?" "Chuyện này rất khẩn cấp, nhưng nhất thời vội vàng sẽ dễ gây ra hỗn loạn, ta đã gọi tất cả tướng lĩnh quay về. Hôm nay nhất định sẽ không kịp rồi, qua một ngày nữa sẽ đi, có rất nhiều việc phải bàn giao, đặc biệt là bây giờ cần trả bài cho nàng trước đã. Ta nhất định phải đảm bảo trong khoảng thời gian ta rời khỏi đây, 6 tòa thành Lương Châu có thể phát triển ổn định." Uyển Nhi đồng tình, "Ta biết nhưng ta rất lo lắng cho Ẩn Nương, chàng nhất định phải đưa cô ấy về đây. Không có chàng và Ẩn Nương bên cạnh, ta sẽ cảm thấy những ngày tháng này rất nhàm chán, hãy ôm ta một chút, để ta nhớ hơi thở của chàng, phu quân." Và thế là trong phòng liên tiếp truyền tới âm thanh giao tiếp ú ớ của hai người cùng tiếng vỗ tay hoan hô giòn giã. Hệ thống thông báo liên tục, "Chúc mừng lấy được Ngũ Phong Thập Vũ, quả nhiên nội tại ẩn của công chúa vẫn xài rất tốt. Xuân tiêu ấm áp, quân vương bất tảo triều, mà là ngũ triều." Sáng hôm sau, bên trong phủ thành chủ truyền đến tiếng dặn dò của Trình Đại Lôi, "Các ngươi hãy nhớ, chuyện mà ta đã bàn giao, vừa đến mùa xuân thì sắp xếp người xây dựng lại thôn trấn ở bình nguyên phía đông của thành Lương Châu, ở lâm trường, núi quặng nguồn nước xây dựng nơi đóng quân quan trọng, sửa nhà và khai quật nguồn nước, điều binh trấn thủ, cẩn thận Lương Châu xuất binh. Lương thực là căn bản của dân sinh, cho dù chúng ta có bao nhiêu kế hoạch hùng vĩ, cuối cùng đều phải dựa vào người để thực hiện, cho các bách tính ăn no mặc ấm. Đợi sau khi thời tiết ấm lên, phân khu trồng trọt lúa mì, khoai tây, khoai lang, cây bông vải. Chú ý khoai tây như thế nào thì ăn được, loại nào có độc phải cẩn thận. Kho lương thực đã không còn nhiều, mọi người có thể sống được hay không, chỉ có thể dựa vào sự cẩn thận từng bước của chúng ta. Phải tổng kết phương pháp trồng trọt khoai tây, lúa mì, khoai lang để có thể mở rộng với dân chúng, phương án có thể dùng ở các nơi. Khai hoang, luyện binh, trồng trọt, làm giáo dục, xây nhà vân vân. Sau khi sắp xếp xong tất cả đã là đêm khuya, Trình Đại Lôi nghĩ trước khi đi nên ở cùng một đêm với Tô Anh, nếu không sẽ bị nàng làm gỏi mất. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bi cùng Tô Anh ra tận cổng tiễn hắn lên đường. Lưu Bi gọi với, "Đại đương gia thực sự không cần các huynh đệ đi theo hỗ trợ sao?" Lão Trình khoát khoát tay, "Quay về đi, ta và Ngưu Nữ qua đó quẩy mấy hôm là được rồi." Và thế là hành trình đi phượt tới hướng nam của họ đã bắt đầu, dĩ nhiên là không thể thiếu được dấu răng của Tư Mã Thiến rồi. Nửa tháng sau, bọn họ đã tới nội địa của Lương Châu. Đứng trên vách núi có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh xung quanh, trước mắt họ chính là một phù hiệu trông có vẻ quen thuộc. Tư Mã Thiến phỏng đoán, đó là chữ huyết ở trong Xuân Thu Giáp Cốt Văn Sao. Trình Đại Lôi nhận ra nó, đó là huyết tự, đây là nghi thức dùng máu hiến tế. Nhìn những bộ xương khô chất chồng bên dưới, gương mặt Trình Đại Lôi trở nên trắng bệch. Ở giữa có một điểm màu đỏ, là một giọt máu, phía dưới có bàn, có lẽ là giọt máu được cho vào trong đồ đựng. Lấy máu tươi để bày tỏ thành ý, cũng là dùng để cúng tế, cầu cho mưa thuận gió hòa, năm sau lương thực được mùa tốt tươi.
Nhưng những nghi thức huyết tế này sớm đã bị đế quốc ban lệnh cấm vì sự tàn ác của nó, vậy mà ở đây lại còn trắng trợn tổ chức như vậy. Trình Đại Lôi đúng lúc nhìn thấy bên dưới có một người vẫn còn sống đang lê lết dưới nền tuyết trắng, cả bọn nhanh chóng qua đó xem thử. Xung quanh xác người chết nằm la liệt, trong sự vô vọng trước cái chết trước mắt, người kia đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ. Có hai người đang cưỡi trâu và một người tóc cam chạy về phía anh ta, muốn mở miệng kêu cứu nhưng cổ họng đã khô khốc, không thể phát ra tiếng. Đến khi họ chạy tới nơi, anh ta đã ngất đi từ lúc nào. Xem xét qua bên ngoài, người này vết thương không quá nặng, chỉ là bị mất máu quá nhiều, do đói khát nhiều ngày và vết thương bị lạnh nên mới ngất đi. Trước tiên cứu sống hắn, đem lương khô và túi nước qua đây. Top một trong những cách đánh thức người bị ngất, top một nồi lửa nướng thịt, để cho mùi thịt nướng xộc vào mũi họ, không tỉnh hẳn thì kiểu gì cũng phải giật giật vài cái. Quả nhiên người kia trong cơn mê man đã tỉnh dậy ho khù khụ, Trình Đại Lôi múc một cốc nước ấm, đem đến bên miệng cho người kia. Thư giãn một chút, đừng động đậy lung tung, bây giờ ngươi rất là yếu, ăn một ít cháo trước đi. Thiếu niên yếu ớt trả lời, đa tạ tráng sĩ các người là ai vậy? Chúng ta là ai ngươi không cần phải biết, chúng ta đang còn rất vội, không nói nhiều lời, ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu, nếu như có thể trả lời được sẽ cho ngươi thủ lao. Người kia liền gật đầu, thứ nhất, nghi thức đó là để làm gì, là ai làm, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đó? Tráng sĩ, chúng ta là bị người của thôn trại kế bên bắt đi, chặt đầu hiến tế lên trời. Quốc sư nói, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo mỗi năm được mưa thuận gió hòa. Quốc sư là thằng nào? Ngươi không biết hắn sao? Quốc sư đạo hiệu là Thiên Tứ, ông ta là người tốt thật sự cứu khổ cứu nạn cho bách tính. Trình Đại Lôi ngờ ngợ, Thiên Tứ, nói đi nói lại cuối cùng vẫn là hắn, nói chi tiết cụ thể hơn đi. Người kia ngoan ngoãn kể lại, hạn hán nạn châu chấu của mấy năm trước không biết đã làm đói chết bao nhiêu người. Quốc sư đại nhân đã đích thân phát bánh cho chúng ta, còn tặng thêm hạt giống lương thực, chỉ đáng tiếc là hạt giống lương thực năm đầu tiên khi gieo xuống lại không có nảy mầm. Tiên sư lại nói rằng, chúng ta phải giết súc sinh để lấy máu tế thần, cầu cho mưa thuận gió hòa. Nhưng mà người cũng đều chết hết rồi, trong thôn làm gì có nhiều súc sinh như vậy, sau đó lại nghe người khác nói rằng, máu người đầu người cũng có thể dùng được. Mọi người lúc bắt đầu cũng không có tin, nhưng mà ở cái thế đạo này, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất. Quốc sư vào năm thứ hai đã đưa hạt giống lương thực cho mọi người, có thôn chặt đầu của sơn tặc xuống để tế trời, năm thứ hai quả nhiên là mưa thuận gió hòa rồi. Hơn nữa hạt thóc mà thôn giết người tế trời gieo xuống đều mọc ra, không những vậy còn phát triển rất tốt nữa. Thôn không tế trời thì cũng không thu hoạch được gì cả. Cho nên mọi người đi lùng giết sơn tặc, dù sao bọn họ cũng đều đáng chết, giết là cũng để trừ hại cho dân. Nhưng mà đến cuối cùng thật sự là không còn sơn tặc để giết nữa, có thôn thậm chí còn săn giết người đi đường để tế trời. Dù sao đế quốc cũng đã loạn thành như vậy rồi, đều đang còn đánh trận, cho dù là giết người cũng không có ai quản. Sau khi giết người, những ngày tháng chờ đợi vụ thu mọi người đều đói không chịu nổi, nấu cơ thể lên ăn, hết cách rồi, không ăn thì sẽ đói chết, mọi người cũng không muốn chết. Còn về nghi thức kia, đầu người sẽ được đặt ở trong mương đào sẵn làm thành nghi thức cúng tế, phù hộ cho năm sau có thu hoạch. Sau đó thật sự không bắt được người nữa, giữa thôn với thôn lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trình Đại Lôi nghe xong phẫn nộ tột cùng, con mẹ nó chỉ là mấy câu nói, vậy mà trong vài tháng ngắn ngủi lại khiến cho trật tự đạo đức cuối cùng của đế quốc triệt để sụp đổ như vậy. Tư Mã Thiến lại nói, những chuyện này trước đây thật ra cũng đã từng xảy ra, nhưng mà đều là che giấu mà làm, sau loạn thế hoàn toàn là không có ai quản nên bọn chúng mới không kiêng dè như vậy. Chỉ cần làm qua một lần, nếm được vị ngọt, người dân trong thôn sẽ không chịu được mà tiếp tục làm việc ác, bản chất con người chính là như vậy. Một khi mất đi hết lương tâm đạo đức, lập tức sẽ biến thành dã thú. Thật ra Thiên Tứ có lẽ đã mai phục nhiều năm ở đế quốc rồi, từng bước một chỉ dẫn, cuối cùng khi loạn thế xảy ra mới lộ mặt đem đế quốc đẩy xuống vực sâu. Ta sớm đã nghe đồn về tên tuổi của hắn rồi, chỉ là không ngờ ác hóa lại nhanh đến vậy. Người kia thấy bọn họ lén nói xấu idol của mình thì nhảy dựng lên, các người đang nói cái gì vậy, quốc sư là người tốt đấy, sao hắn có thể hại chúng ta được chứ? Trình Đại Lôi đột nhiên hỏi, trên người của ngươi có đem theo hạt giống lương thực không, để ta xem thử. Đương nhiên là có rồi, ta thó được từ chỗ thôn trưởng, vì sợ bị bọn họ phát hiện nên dắt trong cặp quần vẫn còn đây. Dựa vào cọng cỏ vỏ cây, chống đỡ cho đến mùa xuân tuyết tan ra, ta chính là dựa vào chút hạt giống này để sống qua ngày. Trình Đại Lôi lấy thử một hạt sau đó vo tròn trong tay, hắn liền nhận ra ngay, hạt giống lúa này đã bị nấu chín từ trước. Đây chỉ là trò tiểu xảo, thôn không có giết người cúng tế, thứ hắn cho họ là hạt giống đã bị lục chín. Thôn giết người là do hạt giống chưa lục chín, hạt lúa có thể nảy mầm. Thanh niên kia chấn động, cái gì, lục chín ư, quốc sư là người tốt như thế, sao có thể làm vậy với chúng ta chứ? Trình Đại Lôi không muốn giải thích nhiều, hắn ném trả bao hạt giống cho hắn và nói, nhiều năm như vậy rồi, các ngươi đều chưa có kiểm tra qua hạt lúa hay sao? Người cất giữ hạt lúa là thôn trưởng là tín đồ trung thành của quốc sư, chỉ có khi gieo trồng mới đưa cho chúng ta. Người dân trong thôn nào dám nghi ngờ,
nếu có ai ý kiến đều sẽ bị xôi xéo ra khỏi thôn, thậm chí là chim cút lên bàn thờ làm vật cúng tế. Thiên tứ quốc sư đó trông như thế nào, ngươi có biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Người kia lắc đầu, không biết, chỉ biết quốc yếu có đeo một cái mặt nạ đồng tiền, và mấy tháng trước hắn đang còn ở gần đây truyền giáo. Chưa nói xong, người kia đột nhiên thét lên đau đớn, toàn thân gân xanh giật giật, sau đó ngã quỵ ra đất. Cả bọn vội vàng tiến lên kiểm tra. Tâm dường như cảm nhận được thứ gì đó, nó phát ra từ ngọn núi phía bên kia, phóng tầm mắt ra phía xa, kẻ đang thi triển chú nguyền chính là thiên tứ đạo trưởng, người mà bọn họ đang tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì, thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác, xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.